Rồi, em xin chào nha nha. Con xì quá xì quýt giá rẻ nè. Xì quá xì quýt là chuẩn thị sĩ rồi nha. Con này có dạ quang nè, chưa soi đèn nữa mà dạ quang sáng vậy nè. Đó, để soi đèn nha. Dạ quang tức là còn giữ sáng nha. Dạ quang rất sáng luôn. Thì chạy 6 kim nha. Này thể thao nè, kim thể thao đó nè, kim rốn đồng hồ chính nè. Này bấm thể thao kim lớn chạy nè. Đó, kim lớn chạy nè, bấm ngừng cái nè. Reset nè. Đó. Thì thường mình bấm bấm thể thao nha là cái kim này nó vẫn chạy ha, kiểu bấm mà mày bấm ngưng nè, reset là kim mày vẫn chạy nhưng mà cái kim này nó đứng đây luôn nha, em có báo ha, thì lỗi sao báo vậy nha, thì tiền nào của nấy ha. Rồi bấm ngưng reset nè đó, nhưng mà kim này vẫn còn chạy ha, kim này vẫn chạy, kim lớn vẫn chạy, cái đó là chức năng thể thao không ảnh hưởng gì tới đồng hồ ha, lịch vẫn bình thường nha, lịch gốc 4 giờ vẫn bình thường nha, dây khóa zin đó, chỗ này thì còn ok, dưới đây thì có hơi bùng xíu nè, có báo ha, nhưng mà vẫn còn đeo chán nha, thấy dây nó xịn, dây zin của nó gì nè, còn chưa có nứt nẻ vậy đó, chung cái nhà còn đeo bình thường nha, xịn quá, khóa zin dập hiệu hết, bên đây đó. Kính nó lòi nè, vẫn còn đẹp ha, ừ. Có vết xíu đây không thành vấn đề nha, không ảnh hưởng gì đó, chung nhìn chung là anh em mà mua 6 kim mà bản xịn quýt mà giá y vậy là quá rẻ nha, tự thì tiền nào của nấy thôi, cứ nó bị lỗi thì mình sẽ bán, bên em bán sẽ trừ tiền lại cho nhà ha, cân nhắc giá cho nhà cứ yên tâm ha, 6 kim ha, thì thể thao vẫn bình thường chứ không có ảnh hưởng nè, bấm chạy nè, bấm ngừng nè, reset nè. Giờ kim rốn vẫn chạy bình thường ha, mặt sau đây vẫn là switch mat thôi, dòng này thì chuẩn thì xỉ ra nè, 4 chân kính nè, 4GV tức 4 chân kính, switch mat chạy máy V8, phay xước mặt sau đây ha. Nắp này mở cái thay pin, có nhiều anh em hỏi làm gì mở cái thay pin nha, mở cái lắp cục pin vô thôi, dòng này siêu bền anh em xài biết rồi, xe ngang của nó là 39.5, chịu đứng luôn là 45 mỏng 11 đi 7 rồi 450 nha, 450 mã D 41 ha, giá này là em đã cân nhắc rồi nha, anh em mà có ý định trả giá thì khỏi khỏi hỏi cũng được nha, để mất thời gian thôi, cái giá này em cân nhắc cho con nhiều quá ok rồi, bây giờ chỉ đeo thôi, đeo bình thường chứ không ảnh hưởng gì, tiền nào của nấy thôi. Rồi thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hẹn nha, còn nếu tin tưởng em chuyển khoản bên em bao ship ha, em xin chào nhà nha.